Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tụi mình. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về một sàn giao dịch phi tập trung, một sàn DEX chạy trên nền tảng của Avalanche, sàn Pangolin. Hiện nay thì sàn Pangolin đang có khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt khoảng là 16 triệu đô la Mỹ và hỗ trợ hơn 30 loại tiền điện tử khác nhau. Sàn Pangolin được đánh giá là một trong những sàn DEX có tốc độ giao dịch nhanh và cũng như là phí giao dịch khá là rẻ, phát triển dựa vào cộng đồng và phân phối token khá là công bằng. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về sàn Pangolin và cũng như là cách kiếm tiền ở trên cái sàn DEX số 1 trên blockchain của Avalanche. Đây là kênh YouTube mà bọn mình chuyên chia sẻ những kiến thức về crypto và affiliate marketing. Nếu như các bạn nào xem video cảm thấy hay và có nhiều thông tin hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của bọn mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn các bạn ha. Ok, cũng như các network khác thì khi mà chúng ta muốn sử dụng sàn DEX ở trên cái mạng lưới của Avalanche thì các bạn cần phải có Avalanche ở trong ví để chúng ta làm cái phí gas giao dịch. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng sàn Pangolin thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình hai thứ. Thứ nhất là một cái tài khoản ví MetaMask và thứ hai là có sẵn một cái lượng token AVAX ở trong ví để chúng ta làm cái phí gas giao dịch. Về token AVAX thì các bạn có thể là mua ở trên các cái sàn tập trung, ví dụ như là sàn Binance, sàn Huobi, sàn KuCoin. Ở trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để chúng ta có thể là rút token AVAX từ các cái sàn tập trung như là sàn Binance về bên ví MetaMask, thì các bạn có thể là xem lại chi tiết cái hướng dẫn của video lần trước. Thì các bạn thấy là ở bên ví Avalanche Wallet á, thì họ hỗ trợ vào đồng thời cả ba chain, đó chính là chain X, chain B và chain C. Cho nên là khi mà chúng ta muốn chuyển token AVAX từ sàn tập trung sang ví MetaMask thì các bạn cần phải sử dụng ở cái công cụ cross chain ở bên ví Avalanche Wallet như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ rút token AVAX từ sàn Binance về ví Avalanche Wallet thông qua chain X. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cầu nối cross chain để chúng ta chuyển đổi token AVAX từ chain X sang chain C. Thứ ba là chúng ta sẽ chuyển token AVAX từ ví Avalanche Wallet sang ví MetaMask thông qua chain C. Hiện tại thì các bạn đang thấy là mình đang có là 1.17 AVAX nằm ở dạng là chain X. Thì bây giờ mình sẽ vào trong phần là cross chain và chúng ta sẽ chọn source chain là X chain và destination chain sẽ là chain C. Ok. Đây thì các bạn sẽ nhập cho mình cái số lượng AVAX mà các bạn muốn chuyển đổi. Hiện tại thì mình đang có là 1.17 AVAX thôi thì mình sẽ chọn chuyển đổi là khoảng 1.1 AVAX. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta giao dịch ở trên ví như vậy thì các bạn cần phải trừ lại một cái phần nhỏ AVAX lại để làm cái phí giao dịch các bạn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ giao dịch tổng cộng là 1.1 AVAX và các bạn sẽ chọn cho mình là một confirm. Cái phí để mà chúng ta giao dịch cross chain này sẽ là 0.002 AVAX. Tiếp tục các bạn chọn cho mình là một transfer. Ở cái quá trình này nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Chỉ khoảng là vài giây thì các bạn có thể là chuyển đổi một cách dễ dàng token AVAX từ trên X sang trên C. Ok, như vậy là mình đã chuyển đổi thành công ha. Các bạn thấy là bây giờ thì mình đã chuyển đổi token từ trên X sang 1.1 AVAX bên trên C. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ mở cho mình cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn. Địa chỉ ví này thì các bạn lưu ý là các bạn cần phải tích hợp sẵn network của Avalanche vào trong ví trước các bạn ha. Ok, mình sẽ mở rộng cửa sổ xem ở đây cho dễ thao tác hơn ha. Đây là cái địa chỉ ví ở bên ví MetaMask của mình để nhận token AVAX. Rồi bây giờ thì các bạn vào cho mình là một sàn ở bên ví Avalanche Wallet. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn cho mình cái phần sụt chain đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình là chữ C. Bởi vì là bên ví MetaMask thì nó sẽ nhận token AVAX theo trên C. Rồi ở đây các bạn chọn cho mình cái số lượng AVAX mà các bạn muốn chuyển. Như mình thì mình sẽ chọn maximum. Tiếp theo là ở khu vực này chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ ví bên ví MetaMask vào. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình là một confirm. Phí gas các bạn muốn thay đổi nhanh chậm thì có thể là tăng giảm ở khu vực này. Tuy nhiên thì mình sẽ để mặc định luôn. Và chọn cho mình một confirm ha và send transaction. Ok, như vậy là mình đã chuyển token AVAX thành công. Bây giờ thì mình sẽ vào lại trong ví MetaMask và thấy ngay lập tức là mình đã nhận được token AVAX. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có AVAX ở trong ví MetaMask rồi thì bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình trang chủ của sàn Pangolin. Các bạn có thể là truy cập vào trang của sàn Pangolin thông qua đường link là app.pangolin.exchange hoặc là chúng ta sẽ vào cho mình là CoinGecko và search cho mình là sàn Pangolin Decentralized và chọn cho mình cái mục là bắt đầu giao dịch ha, thì sẽ dẫn đến cái giao diện như cái màn hình của các bạn hiện tại.
Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình là Connect Wallet và chúng ta kết nối với ví MetaMask. Và sau khi kết nối thành công thì ở đây sẽ hiện ra cho mình số AVAX đang có sẵn ở trong ví của mình. Rồi, để mà tham gia swap các token ở trên sàn Pangolin thì các bạn sẽ chọn cho mình là mục hoán đổi ha. Thì ngay cái giao diện ở trên trang chủ thì nó đã nằm ở trong cái mục swap rồi. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta là swap từ AVAX sang token là Pangolin của sàn giao dịch Pangolin các bạn ha. Hiện tại thì các bạn thấy là giá trị token của Pangolin thì nó rơi vào tầm giá là 0.88 đô la Mỹ với vốn hóa thị trường là 33,3 triệu đô. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái đồng tiền điện tử các bạn muốn swap sang. Mình sẽ search cái tên là Pangolin. Đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình cái số lượng AVAX mà các bạn muốn chuyển đổi. Mình đang có là 1.09 AVAX, ở đây thì mình muốn chuyển là một AVAX chẳng hạn đi. Thì mình sẽ đổi được là 11.5 Pangolin. Còn nếu như chúng ta chọn là 0.5 AVAX thì chúng ta sẽ có là 5.75 Pangolin các bạn ha. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là một swap và confirm swap. Ở đây thì các bạn thấy là trước khi mà swap thì các bạn thấy là ở đây cung cấp cho chúng ta những thông tin như sau. Thứ nhất là cái giá trị của đồng Pangolin thì chúng ta sẽ đổi được là 11,5 đồng Pangolin ở trên một đồng AVAX. Tương tự như vậy thì một đồng Pangolin chúng ta sẽ có giá trị là 0.0869 AVAX các bạn ha. Ok, và trong cái lệnh swap của mình thì mình sẽ swap 0.5 AVAX thành 5.75 token Pangolin. Rồi các bạn chọn cho mình là một confirm swap nha. Rồi ở đây các bạn chọn cho mình một xác nhận. Sau khi thực hiện đơn giao dịch thì các bạn có thể là click vào đây để chúng ta kiểm tra cái lịch sử giao dịch của chúng ta ở trên mạng SeaChange. Ở đây thì các bạn thấy là mình đã thực hiện thành công. Đây là cái lịch sử của mình các bạn ha. 0.5 AVAX và chuyển đổi thành là 5.75 BNG. Rồi chúng ta kiểm tra trong ví thì chúng ta sẽ thấy ngay là chúng ta đang có là 5.75 BNG cũng như là 0.56 AVAX còn lại. Rồi ok, tiếp theo thì để mà swap ngược lại thì các bạn sẽ chọn cho mình cái dấu mũi tên. Các bạn sẽ nhập cho mình số lượng Pangolin token ở đây. Chúng ta sẽ đổi ngược lại là 5.752 token Pangolin chuyển thành là 0.497 token AVAX và các bạn sẽ chọn cho mình là mục approve Pangolin ở đây. Cái bước này là chúng ta sẽ cho phép sàn DEX Pangolin chi tiêu số token Pangolin ở trong ví của chúng ta và các bạn chọn cho mình là mục xác nhận. Ok, sau khi mà chúng ta approve thành công thì các bạn sẽ chọn tiếp cho mình là mục swap ha. Và chúng ta sẽ chấp nhận swap 5.75 token Pangolin chuyển đổi thành là 0.497 token AVAX, tương tự như là cái bước vừa rồi mà mình đã hướng dẫn cho các bạn. Ok. Hiện tại thì mình sẽ vào cho mình cái mục là New Pangolin và các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái pool. Chúng ta có thể tham gia staking ở trên này. Và mỗi cái pool thì nó sẽ có một cái lợi nhuận khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy là cái pool của AVAX và ETH thì chúng ta đang có cái lợi nhuận là 11% và sẽ kiếm được là 0.0228 token Pangolin mỗi tuần trên một AVAX mà chúng ta tham gia staking ở trên này. Tương tự như vậy với pool AVAX và Pangolin token thì các bạn thấy là cái lợi nhuận nó khá là cao, lên tới là 116% một năm. Thì tương đương như vậy chúng ta sẽ nhận được là 0.2569 token Pangolin hàng tuần ở trên mỗi AVAX mà chúng ta đem vào staking ở trong cái pool này. Chúng ta có thể là lướt sơ qua từ trên xuống dưới để chọn ra cái pool mà chúng ta ưa thích. Thì các bạn thấy là các cái lợi nhuận ở trong từng cái pool thì nó sẽ khác nhau và nó cũng khá là đa dạng. Có những pool thì 10%, 20%, có những pool thì 50 đến 60%. Và mình thấy là cái pool của AVAX và Pangolin thì nó là cái pool có lợi nhuận cao nhất. Thì mình sẽ tham gia staking ở trên cái pool này. Lưu ý đầu tiên là các bạn cần phải có cả một lượng token AVAX và token Pangolin có giá trị tương đương nhau để tham gia vào trong cái pool cặp này các bạn ha. Rồi các bạn sẽ chọn vào cho mình phần là deposit. Hiện tại thì chúng ta thấy là tổng số lượng AVAX đang stake đấy là 3 triệu 900 đồng token AVAX và tỷ lệ Pangolin mà có thể là stake ra hàng tuần là 1.013.015 đồng Pangolin mỗi tuần các bạn ha, tương đương với số lượng AVAX này. Rồi bây giờ thì bước đầu tiên thì các bạn sẽ add liquidity cho cái cặp là AVAX Pangolin.
Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta add thanh khoản như vậy thì số giá trị của AVAX và Pangolin nó phải tương tự như nhau. Ở đây thì mình sẽ add liquidity là 5 đồng token Pangolin. Và tương đương như vậy thì hệ thống sẽ tính ra cho chúng ta là số lượng AVAX mà chúng ta cần phải bỏ vào trong cái pool này là 0.433 đồng token AVAX. Rồi, tiếp theo các bạn chọn cho mình là một supply. Thì thông qua cái bước mà add liquidity này á, thì các bạn sẽ nhận được là 0.3% trên những cái phí giao dịch ở trong sàn Pangolin này các bạn ha. Tiếp theo các bạn chọn supply nhé. Ở đây là các thông số khi mà mình tham gia add liquidity trong cái pool này. Số lượng AVAX mà mình nạp vào là 0.433, số lượng BNJ nạp vào là 5. Cái tỷ lệ họ chia ra ở đây ha. Và cái số lượng AVAX và Pangolin mà mình đưa vào trong cái pool này thì nó chiếm tỷ lệ là 0.0000 2198%. Và chúng ta sẽ chọn vào cho mình là một confirm supply. Rồi, tiếp theo các bạn chọn mình một xác nhận ha. Ok, như vậy là cái giao dịch của mình đã được hoàn thành. Mình sẽ quay lại trong ví thì các bạn thấy là số lượng AVAX và cũng như là Pangolin của mình đã ở trong ví đã được giảm đi. Và số lượng đó là nằm trong cái pool thanh khoản này. Hiện tại thì mình đang có là 1.303 đồng BGL trong ví. Ok, bước vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta add liquidity cho cái cặp là Pangolin và trên AVAX. Để mà gỡ thanh khoản thì các bạn có thể là vào cho mình là phần chung vốn và chọn là cho mình là một manage ở đây. Và các bạn chọn tiếp cho mình là phần remove. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ nhập số lượng token BNG cũng như là token AVAX mà chúng ta muốn rút về. Ví dụ như mình muốn rút về là 50% thì mình sẽ rút tổng cộng là 2.5 đồng token BNG và 0.2166 đồng token AVAX về trong ví. Các bạn sẽ chọn cho mình là một approve ở đây và chọn xác nhận và chọn ký ha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại, mình sẽ remove tiếp một lần nữa cái cặp BNG trên AVAX này nhé. Rồi mình sẽ chọn là rút 50% này, 2,5 BNG cũng như là 0,216 đồng AVAX và chọn phần remove. Confirm, tương tự như bước vừa rồi. Các bạn chọn cho mình một xác nhận nhé. Ok, như vậy là giao dịch của mình được thông báo thành công. Và mình đã remove 2.5 BNG và 0.216 AVAX. Chúng ta sẽ quay trở lại ví thì các bạn thấy là số lượng AVAX và số lượng token BNG đã được cộng lại vào trong ví của mình và cũng như là trừ đi số đồng token là BGL còn đi một nửa các bạn ha. Tương tự như vậy, nếu các bạn nào muốn rút 100% thì chúng ta sẽ chọn là maximum và chúng ta sẽ rút toàn bộ ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào lại trong phần là new BNG. Mình sẽ đem số lượng token BGL mình đang có để đem đi add vào trong cái pool này. Rồi các bạn chọn vào cho mình là một deposit ha. Rồi chọn tiếp cho mình phần deposit BGL token. Hiện tại thì mình đang còn là 0.65 BGL token available. Rồi chọn maximum và approve. Bước này thì chúng ta sẽ cho phép cái pool này sử dụng số BGL mà chúng ta đang có. Và các bạn chọn deposit. Xác nhận. Ok, như vậy là giao dịch của mình đã thành công. Rồi. Chúng ta kiểm tra lại ví ha, thì số BGL của mình đã đem đi staking toàn bộ thì đã được trừ hết vào trong ví của mình. Và số lượng BGL mà mình đem đi staking ở trong cái pool AVAX BNG á, thì sẽ được hiển thị ở trong phần này. Các bạn thấy ha, đang là có 0.651582 mình đang đem đi stake ở trong cái pool này. Và mình sẽ nhận được là 0.1123 BNG hàng tuần. Để mà claim token thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là phần claim này nha. Khi mà chúng ta thể hiện số dư ở trong cái khu vực này. Nếu như các bạn nào muốn add thêm pool thanh khoản thì chúng ta sẽ làm lại cái bước vừa rồi và deposit ở trong cái khu vực này. Còn những bạn nào mà chúng ta muốn rút cái phần này ra thì các bạn sẽ chọn cho mình là một withdraw và withdraw and claim. Chúng ta chọn xác nhận nha. Như vậy mình đã thông báo là mình rút thành công. Cái bước làm ở trên sàn Pangolin thì nó khá là đơn giản mà cũng khá là nhanh như các bạn đã thấy. Rồi và số BNG và số AVAX của mình cũng như là BGL nó sẽ nằm lại trong ví.
Ok, và sau khi mà mình đã rút cái số lượng AVAX và BNG mình đem đi staking rồi á, thì các bạn thấy là ở đây sẽ thể hiện số liquidity deposit của mình là trở về số 0 và toàn bộ số token của mình sẽ được chuyển về trong ví MetaMask. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là add liquidity và cũng như là đem số lượng token mà chúng ta đang có tham gia staking nhận lợi nhuận ở trên sàn Pangolin, một trong những sàn DEX chạy ở trên nền tảng của Avalanche. Nếu như có thắc mắc nào thì các bạn có thể là để lại comment ở phía dưới video này và nhớ like và subscribe kênh YouTube của bọn mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.